mừng các bạn trở lại với danh sách top 10 game di động hot nhất năm 2016 phần 2. Hãy tiếp tục cùng Game Hub điểm lại những cái tên đình đám nhé. Nối tiếp danh sách là một tựa game vô cùng quen thuộc, Plants vs Zombies. Khác với hầu hết các game trước đó cùng series, đây là trò chơi dạng thẻ bài thiên về chiến đấu PvP. Game thủ sẽ có 20 nhân vật anh hùng để thu thập, mỗi người có một hệ thống quân nhất định. Lối chơi của game giống Hearthstone hay Clash Royale, nhưng với số lượng thẻ và cách chơi có chút khác biệt, dựa trên đặc tính riêng của các loại cây cối và zombie. Mỗi ván đấu chỉ kéo dài từ 3 đến 5 phút. Game đang làm mưa làm gió trên cả hai bảng xếp hạng là iOS và Android thời gian gần đây. Công ty Mascop đã đưa những tình nguyện viên đầu tiên lên sao Hỏa để thực hiện một nhiệm vụ khám phá hành trình đỏ. Người chơi sẽ có nhiệm vụ bay vòng quanh sao Hỏa chỉ vòn vẹn bằng một động cơ phản lực và khám phá những điều mới mẻ ở đây. Cách chơi của game rất dễ nhưng cũng lại rất khó, đặc biệt trong việc tiết đoạn an toàn, đáp trúng thì sống, đáp hụt thì chết. Và những điều bất ngờ khi đáp đất lại đài điều tạo nên sự hấp dẫn và tính năng gây nghiện của sản phẩm này. Sniper Fury là trò chơi bắn súng ngắm của Ubisoft với đồ họa đẹp và nhiều chế độ chơi hấp dẫn. Trong vai một xạ thủ, bạn phải tiêu diệt các mục tiêu theo yêu cầu cũng như bảo vệ căn cứ khỏi kẻ địch. Game cho phép xây dựng hệ thống căn cứ để chiến đấu và phòng thủ trước các game thủ khác ở chế độ trực tuyến. Không hiển thị quá nhiều quảng cáo, trò chơi đã được hàng triệu game thủ đánh giá cao về chất lượng và độ lôi cuốn. Tuy nhiên, Sniper Fury mang yếu tố chiến đấu nên game giới hạn độ tuổi trên 18. Lara Croft Go được phát triển dựa trên dòng game hành động nổi tiếng nhưng theo lối chơi giải đố. Nhập vai Lara Croft, một nữ thám hiểm xinh đẹp và can đảm, người chơi sẽ khám phá những khu vực tàn tích bị lãng quên trên thế giới. Thử thách phải đối mặt là những cạm bẫy chết người và kẻ thù nguy hiểm. Nhiệm vụ chính của game thủ là phải tìm kiếm chìa khóa để giải mã các câu đố bí ẩn nhằm tìm được lối thoát. Nội dung game chia làm 6 chương với hơn 100 câu đố hiểm hóc. Về đồ họa, đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự cải tiến vượt bậc của hãng Square Enix. Bối cảnh môi trường trong game được thiết kế chi tiết và rất có hồn, từ lùm cây ngọn cỏ cho tới thác nước di tích cổ. Tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa nhưng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Bên cạnh đó, các hiệu ứng gió, động đất, cây cối rung chuyển cũng làm tăng thêm sự thú vị cho người chơi. Severed được xếp hạng game hấp dẫn nhất trên iPad của năm, được đánh giá và xếp hạng 5/5 bởi nhiều trang web uy tín về game di động. Trò chơi mang thiên hướng hành động, giải đố với bối cảnh thế giới đậm chất nghệ thuật và trừu tượng. Nhân vật chính mà người chơi điều khiển là một nữ chiến binh, bắt đầu cuộc hành trình sau khi tỉnh dậy với một bên cánh tay bị cắt đứt. Nhiệm vụ của người chơi là đi tìm lại cánh tay bị mất và tìm câu trả lời cho những điều bí ẩn bị che giấu. Trong game, cứ sau khi tiêu diệt được kẻ địch nào, nhân vật sẽ đạt được kỹ năng hoặc vũ khí của kẻ đó. Trên đây là list 10 tựa game hot nhất trong năm, các bạn có bỏ lỡ tựa game nào không? Nếu có thì hãy trải nghiệm ngay để còn đón chờ những tựa game mới của năm 2017 nữa chứ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những số tổng hợp lần sau.